Xin mọi người, như mọi người đã thấy trong tiêu đề rồi và cũng như cái setup này, thì hôm nay mình sẽ lại tâm sự. Và hôm nay thì buổi tối khá là moody và hiện tại bây giờ cũng là 12 rưỡi. Thế nên là hôm nay thì mình sẽ kể về tuổi học trò của mình. Mình là cựu học sinh của trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Nhưng mà thực ra thì chúng mình hay gọi nhau là Amster. Mình học ở Ams được 6 năm, cấp 2 Ams từ 2014 đến 2018 và cấp 3 Ams từ 2018 đến 2020. Năm cuối, tức là hết lớp 11 thì mình quyết định bảo lưu học bạ của mình để theo đuổi giấc mơ du học. Nhưng mà trước khi tâm sự với mọi người thì mình cũng muốn đặt một chút disclaimer. Tất cả những điều mà mình kể thì đều là trải nghiệm cá nhân của mình. Thế nên là mọi người hãy nghe chuyện của mình như kiểu để thư giãn thôi, đừng có đặt nặng làm gì cả. Điều thứ hai, đây chỉ là mình kể về trải nghiệm của mình thôi, không phải review trường và đặc biệt không phải lớp học định hướng. Thế nên là xin đừng hỏi mình những câu như kiểu nên thi chuyên gì, dự đoán năm nay điểm sàn lấy bao nhiêu điểm, rồi học AMS có đi du học nước A, rồi trường đại học B không. Mình không biết. Và một điều nữa là mình biết rằng là tháng vừa qua thì câu chuyện mà em nam sinh lớp 10 ra đi thì rất là thương tâm. Và cá nhân mình thì không có quen biết em ý. Tuy nhiên thì mình vẫn muốn gửi lời chia buồn tới bạn bè và người thân và gia đình của em. Và hy vọng rằng em ý ở một nơi nào đó tốt hơn. Thực ra mỗi khi mà có sự việc như thế này á, thì mình tin rằng là ai trong số chúng ta và kể cả bản thân mình cũng sẽ có những quan điểm riêng thôi. Nhưng mà chúng ta đều là người ngoài, chính vì vậy mà chúng ta có thể tôn trọng em ý cũng như là người nhà của em ý và giữ cho quan điểm của chúng ta chỉ riêng mình thôi. Mình cảm giác rằng đó là một đặc tính con người á, đó là chúng ta hay tìm tòi lý do tại sao, nguyên nhân đằng sau. Nếu mà cứ chỉ lỗi và trách móc như vậy thì nỗi đau nó vẫn sẽ ở đấy thôi và nó chi chuyển qua từ người này đến người khác. Sự việc lần này nó cũng là nguồn cảm hứng để khiến cho mình có thể làm video này, bởi vì mình hy vọng rằng là việc mình chia sẻ những cái thăng và đặc biệt là những cái trầm của mình thì có thể giúp cho mọi người và đặc biệt là những các bạn học sinh nào đang học cấp 3 cảm thấy đỡ lạc lõng hơn. Mùa đầu mùi mẫn mắt. Ok, vào video thôi. Phần đầu tiên thì mình muốn kể về con đường mình đến với AMS như thế nào. Thực ra hồi cấp 1 ý, thì mọi người có nhớ không? Đó là đề bài tập là văn ý, lúc nào cũng viết như kiểu em hãy kể về ngôi trường của em mong muốn, rồi em hãy kể ước mơ của em. Thế xong hồi đứa nào cũng viết kiểu dập khuôn mô típ theo kiểu em rất thích trường tại vì em đi qua em thấy trường đẹp, thế xong rồi hoặc là em đến trường em thăm, thế xong rồi mọi người rất tốt với em. Thế nên là em xin được phép chăm chỉ học hành để xứng đáng với công lao bố mẹ, để đáp biết ơn thầy cô, vân vân mây mây. Lúc nào cũng viết như thế. Nhưng mà thực ra là con đường mình đến với AMS nó rất khác so với cái mô típ đấy. Nhưng mà nó cũng rất thực tế luôn. Cái lần đấy mình nhớ là hồi lớp 3, đáng lẽ ra là mình đến chơi Lăng Bác vào sáng chủ nhật, tại vì lúc nào cũng đi qua Lăng Bác xong thấy một cái hàng dài, nó dài ơi là dài, thấy mọi người xếp hàng chờ rất lâu để đi vào Lăng Bác. Nên là cũng tò mò, cũng nghĩ kiểu ôi tại sao mọi người xếp hàng lâu như thế để vào xem bên trong có cái gì nhỉ. Nhưng mà bố mẹ mình dội cho quả bom rằng là hôm nay bố mẹ đăng ký cho con đi kiểm tra rồi thì con đi đi nhá, kiểm tra vui lắm, có gì đâu. Nhưng mà thực ra hồi đấy lớp 3 ấy thì đâu có tâm lý sợ kiểm tra đâu, hầu hết chỉ buồn tại vì không được đi chơi thôi. Nhưng mà điểm trả về sau bài kiểm tra thử đấy, mọi người biết là bao nhiêu điểm? Là 4 điểm. Và mọi người đoán xem đấy là môn gì? Môn toán. Mình nghĩ rằng cái ngày hôm đó đánh dấu cột mốc mối quan hệ của mình và toán trở nên trầm trọng và tồi tệ hơn. Và nếu mọi người không biết tại sao mình nói như vậy, tại vì mình thi toán đỗ cấp 3 AMS với số điểm toán ấn tượng là 5,75 điểm. Quay trở lại được câu chuyện thì mọi người tưởng tượng rằng một đứa lớp 3 mà ở trên trường nó toàn được 9-10 điểm toán, 8 đã là thấp rồi, thì 4 điểm đối với nó là gì? Là nó rất cay. Ở trên trường thì mình được xét là mình có năng khiếu toán, nhưng mà đi kiểm tra ở đây tại sao cái đề nó khó như thế và tại sao mình lại được 4 điểm? Cực kỳ cay. Từ hôm đấy thì mình biết rằng đấy là một cái đề kiểu mô phỏng để thi toán vào AMS. Mình rất là quyết tâm lật ngược cái con số 4 đấy và mình rất là quyết tâm chinh phục được cái đề AMS. Ngày xưa kiểu trẻ suy nghĩ rất là đơn giản ấy, kiểu khó gì, ok khó sẽ vượt qua. Chị không vượt qua nó, chị đâm thẳng vào nó. Có công mài sắt và có ngày đỗ AMS với số điểm cao chót vót luôn. Mình được 11 điểm toán, 9 điểm văn, tổng điểm là 20, xếp thứ 5. Có một điều mọi người hay lầm tưởng rằng á là học AMS 2 thì sẽ tuyển thẳng lấy AMS 3, nhưng mà đấy là điều rất sai. Chúng mình vẫn phải ôn thi, chọn nguyện vọng, nộp hồ sơ, thi cử, đỗ trượt như thường. Khi mà lên cấp 3 thì tất nhiên là hồi đấy dậy thì rồi, thế sau hồi tâm lý cũng bất ổn hơn rất là nhiều so với hồi lớp 3. Cuối cùng mình vẫn xếp thứ 5. Duyên phận. Thực ra là mình nghĩ là mình kể thế này thì mọi người sẽ nghĩ là mình giỏi hoặc là mình may mắn hoặc là như thế nào đó. Nhưng mà thực sự cái quá trình ôn thi nó rất là khắc nghiệt. Ví dụ như hồi thi vào cấp 2 đó là lấy 200 học sinh trong số 4.000 học sinh tham gia. Nói chung là tỷ lệ chọi khoảng 1/20 học sinh. Mình cũng đi học khá nhiều, mình đi học khoảng 14-15 tiếng một tuần. Học ở trên trường này, học đội tuyển này, học
lớp chọn này. Ôn thi cấp 3 thì còn dã man hơn cơ. Mình tự đọc và ghi âm hết tài liệu điệu của mình để xong rồi nghe mọi lúc mọi nơi thay cho nghe nhạc ấy. Buổi tối cũng nghe như kiểu nghe chuyện ngụ ngôn trước khi đi ngủ ấy. Mà thực ra hồi đấy ngủ cũng chỉ có 2-3 tiếng một ngày thôi. Không hiểu sao đến bây giờ vẫn sống được. Mình còn có một thời gian biểu rất rõ riêng cho ngày thi cơ. Mình có cả một cái gọi là layout cho cách nháp ý, tức là nháp cũng phải có khoa học. Nghĩ lại thì hồi đấy mình sống như một cái người máy. Thực ra có lẽ là đối với mình thì bây giờ nhìn lại thì mình thấy rằng cuộc chiến vào AMS không phải cuộc chiến của riêng mình mà là cuộc chiến của cả gia đình mình nữa. Và đặc biệt là cái hồi ôn thi AMS 3 thì tâm lý mình không có ổn định đâu. Nó cứ lúc nào về nhà thì cũng rất là căng thẳng, mình rất hay cáu có bố mẹ. Đến bây giờ cũng không hiểu tại sao là bố mẹ mình còn chịu được mình cái thời gian đấy. Không thể phủ nhận rằng là bố mẹ mình là người đã định hướng cho mình rất sớm và đã đưa mình đến ngày hôm nay. Bởi vì nếu mà không có bố mẹ mình định hướng cho mình, kể cả chuyện đi du học này cũng sẽ không thành hiện thực được. Thế nên là bố mẹ ơi, con cảm ơn bố mẹ. Tệ nhất là bố mẹ mình xem video của mình. Tại vì thằng em trai mình hồn nhiên cần cái channel này cho bố mẹ mình xem. Mình biết là bố mẹ mình sẽ xem cái đoạn này, xong bố mẹ sẽ kiểu đấy, thấy chưa, ngày xưa bố mẹ định hướng cho con sớm thế, bây giờ con phải biết ơn bố mẹ. Nên là vâng, con cảm ơn bố mẹ. Ok, sang phần tiếp theo đó là ở AMS. Đầu tiên thì đó chính là học tập và hoạt động ngoại khóa. Nếu mà mọi người nhìn vào AMS ý, và đặc biệt mọi người đọc AMS trên báo ấy, thì mọi người sẽ nghĩ gì về AMS? Đối với bản thân mình thì mình sẽ thấy là đấy là một ngôi trường có thành tích học tập đồ sộ của một đống giải quốc tế này, danh sách học sinh đỗ đại học, du học, học bổng danh dự hàng loạt, hoạt động ngoại khóa thì dài dằng dặc. Và mình nghĩ là điều đó rất là đúng. Ở AMS, nếu mọi người không biết ý, thì trường mình còn có một cái truyền thống, mỗi sáng thứ hai đầu tuần á thì sẽ có hai học sinh danh dự mà có thành tích học tập hoặc là thành tích hoạt động ngoại khóa đáng ngưỡng mộ. Bố mẹ mình thì luôn gọi những người này quái vật. Thực ra đúng mà, tại vì không phải ai cũng có thể chịu được áp lực thi cử, mà nó cứ một vòng luẩn quẩn ý, là ôn thi, thi, kết quả, xong có kết quả, xong rồi lại ôn thi, thi, có kết quả. Thế nên là mình thực sự rất ngưỡng mộ những đứa nào mà thi tuyển, thi giải, thi quốc tế. Ở AMS xây dựng được một cái cộng đồng rất là lớn mạnh về hoạt động ngoại khóa. Không thể kiếm được một trường cấp 3 ở bất kỳ đâu mà có hơn 50 câu lạc bộ ấy, nhiều vô biên. Có hoạt động và cách thành lập thì xây dựng rất là chặt chẽ luôn. Nhiều lúc thì báo hay giật tít là kiểu dự án cấp 3, dự án các bạn học sinh, nhưng mà mình đảm bảo luôn là dự án của AMS kiểu ăn đứt rất nhiều dự án trên đại học. Về thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa của mình thì cái hồi mà mình học ở AMS ấy thì mình thấy rất là bình thường, mà đôi khi có phần tự ti so với những người khác. Tại vì có những người á, ôi dồi ôi, đặc biệt ý, nếu mọi người theo dõi đại sứ AMS ý, thì cái thành tích học tập á, ôi dồi ôi, không đọ nổi ý. Nhưng mà bây giờ nhìn lại thì mình cũng nhận ra là mình cũng đạt được rất là nhiều thứ và mình hài lòng với những gì mình đạt được. Bản thân mình cái hồi lớp 10 á, sau khi mà thi và AMS xong á thì kiệt sức luôn. Cảm giác kiểu thi xong phải xả á, bước vào trường thì thấy bạn bè tranh nhau thi giải, tranh nhau áp câu lạc bộ trong dự án, thì mình thấy mọi thứ rất là dồn dập quá sức mình. Mình nghĩ là bạn bè của mình ở AMS thì ai cũng sẽ đồng ý rằng là dù lớp 10 rất là vui và rất có nhiều kỷ niệm, nhưng mà đồng thời nó cũng rất là overwhelming ý. Mình phải làm quen với bạn mới, làm quen với thầy cô, xác định định hướng có thi tuyển hay không, vẫn có giải quốc tế nếu mà muốn tham gia thì phải ôn thi này, còn có định hướng tham gia câu lạc bộ, dự án, đâu phải cứ tham gia là được đâu. Bạn phải phỏng vấn xong rồi thử việc, trên hết thì vẫn có ngày hội anh tài và khối để tham gia. Chính vì vậy mà có rất nhiều thứ dường như nó đổ ập đến với mình cùng một lúc á, và nó rất là đáng sợ. Đặt cạnh bản thân mình so với cái hình ảnh con nhà người ta mà mọi người xây dựng cho AMS á, thì đôi lúc mình có một cái gọi là imposter syndrome. Nhiều lúc thì mình cảm thấy rất là lạc lõng và cảm giác thua kém các bạn cùng lớn rất là nhiều. Cảm giác như sức lực của chúng nó vô tận ý. Một ngày đều có 24 tiếng mà tại sao chúng nó tham gia được nhiều như thế. Và mình kiểu học ở trên trường xong mình về mình kiệt sức luôn. Dự án và câu lạc bộ AMS thì nó cũng không phải là dễ để có thể vào được đâu. Bạn phải phỏng vấn và xin việc đúng không? Và đôi khi bạn không đỗ, nói thẳng ra là bạn trượt. Điều đấy rất là tệ khi mà thấy rằng kiểu các bạn của mình có thể tham gia vào, mình phải đứng ngoài. Nhìn lại thì mình tin rằng là không chỉ có mỗi mình cảm thấy lạc lõng đâu, mà có rất nhiều bạn cũng sẽ cảm thấy như vậy. Lời khuyên của mình đối với tất cả các em cấp 3 hiện tại đang cảm thấy rằng là môi trường cấp 3 nó có quá nhiều thứ cần phải lo, và cảm thấy rằng là các em phải ôn đồn quá nhiều này, hoặc là các em cảm thấy rằng là mình không thuộc về đâu này, thì hãy cứ là chính mình đi, rồi mọi thứ đâu sẽ về đấy thôi. Nhiều khi mà nhắc đến AMS ý, thì mọi người chỉ nghĩ đến học sinh, xong rồi thành tích. Nhưng mà thực sự đối với mình thì thầy cô ở AMS làm em AMS rất nhiều. Thầy cô thì tương đối trẻ á, thế nên là tư tưởng của họ so với thế hệ học sinh thì nó rất gần gũi hơn so với các trường khác mình thấy thế. Nói chung là mình thấy họ rất là tuyệt vời. Có một điều mà mình rất thích ở thầy cô của AMS đó là họ rất có tâm. Mình chuẩn bị sến tí á, nhưng mà họ thực sự khiến cho mình thấy tự tin hơn về bản thân mình rất nhiều. Và có thể bạn không biết đâu, nhưng mà các thầy cô
đều biết bạn đã trải qua những gì hết. Họ có thể không biết cặn kẽ, nhưng mà họ chỉ cần nhìn phát cái là họ biết rằng là bạn đang vui hay đang buồn. Và các thầy cô ở AMS nhiều lúc sẽ thỉnh thoảng bực cua động viên mình. Thế sao mà mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Nhân đây thì mình muốn recommend cho mọi người. Và thực ra không chỉ thầy cô đâu, mà con người ở AMS mình thấy đều rất là tuyệt vời. Từ các bác lao công này, đến các bác giám thị, đến cả các cô chú làm ở căng tin, họ đều rất là tuyệt vời và đều rất là kiểu wholesome ấy. Nhưng mà trừ bảo vệ, chắc chắn là không bao giờ mình nghĩ đến bảo vệ khi mà nói đến những con người tuyệt vời này. Điều này vì sao ai học AMS sẽ hiểu, tôi xin phép không bình luận. I do not want to comment. Mình biết là có nhiều bạn sẽ tò mò xem là khối lượng học tập hay là khối lượng công việc của AMS nó như thế nào. Điều này thì mình thấy là tùy từng người thôi á. Và so với các trường chuyên á, AMS có khối lượng bài tập không nhiều lắm. Nhưng mà đây là một quan điểm của một học sinh học xã hội, một học sinh chuyên địa, chép bài từ A đến Z, chép bài mà anh ta có cơ hội có thể chép được, kể cả có bị thu điện thoại không chỉ một lần thì anh ta tiếp tục vẫn chép. Mình không thích hợp lắm để có thể đánh giá xem khối lượng bài tập của AMS như thế nào. AMS thì có số học sinh đi du học rất là nhiều. Thầy cô cũng như là mọi thứ của AMS đều rất là ủng hộ và tạo điều kiện cho các học sinh đi du học. Làm hồ sơ cũng nhanh gọn lẹ mà kiểu thầy cô cũng hỗ trợ rất nhiều nữa. Nếu mà bạn có cần kiểu recommended letter thì thầy cô cũng có thể viết được cho bạn. Du học sinh những đứa như mình thì đều được chăm chút tại AMS. Một phần không thể thiếu được mà mình nghĩ rằng là không chỉ ở AMS mà ở môi trường cấp 3 nào cũng có, đó chính là mạng xã hội. Mạng xã hội thực sự rất mạnh ở AMS và các câu lạc bộ thì thường có fanpage 10.000 hoặc 20.000 likes đều có lượt tương tác kiểu crazy. Và đặc biệt cứ đến mùa clip khối hoặc là mùa cái clip đến của ngày hội anh tài á thì ôi bùng nổ mạng xã hội đi cùng với sự nổi tiếng đó, chính gọi là phốt. Mình cũng từng là nạn nhân của phốt thì đây mọi người có thể thấy đây, và cũng không tự hào giấu gì mọi người, mình cũng từng hưởng ứng và tiếp tay cho phốt. Nhìn lại thì thấy hồi đó rất là trẻ trâu, nhưng mà bây giờ khi mà được học nhiều hơn về sức khỏe tâm lý và cũng chứng kiến rất là nhiều cái sự việc thương tâm thì mình cảm thấy rằng là đó không phải là một hành động mà mình nên làm. Nếu như bạn là một người mà ngày xưa mình tổn thương ở trên mạng xã hội thì mình thực sự rất là xin lỗi. Mình rất là bồng bột và bây giờ nhìn lại thì mình chả có lý do gì để có thể tổn thương các bạn cả. Ở AMS thì các page confession nổi lắm. Confession nó bắt đầu một phong trào rất là xấu và toxic ấy, và nó dường như kích động mọi người để có thể thoải mái ném đá dầu tay mà không bị hậu quả gì á. Đặc biệt nếu như mà bạn là nạn nhân thì điều đấy rất là tồi tệ, tại vì tên của mình bị tế lên trên một cái page 1000 lượt like, 100 lượt tương tác, nó rất là tệ và mình cũng từng ở cảm giác đấy, thế nên là mình rất là hiểu. Nếu như mà các bạn đang bị tế tên ở trên trường thì mình có một lời khuyên cho bạn, đó là nếu mà thực sự các bạn sai và các bạn thấy rằng các bạn sai thì đừng ngại xin lỗi, chả làm sao cả đâu, rồi mọi thứ sẽ trôi qua thôi. Còn nếu như mà bạn bị ghét mà bạn không hiểu tại sao á, thì thực sự là lời khuyên của mình giống như cái trước, đó là hãy cứ tin cho mình cái comfort zone là một cái vòng bạn bè mà bạn có thể thoải mái chia sẻ. Bạn còn trẻ mà, nếu mà bạn cảm thấy rằng là bạn có sức kiểu để combat xong chửi lại á, ngại gì, đấy là mình ấy. Mình biết là mình nói như kiểu ở AMS là mọi thứ rồi, AMS có tất cả mọi thứ rồi, AMS cho mình cả một bầu trời, nhưng mà thực sự không phải đâu. Mình chỉ cảm thấy rằng là một ngôi trường cấp 3 thì AMS đã đáp ứng kỳ vọng của mình rất là tốt và nó khiến cho mình học được nhiều thứ. Có một điều mà mình thấy rất là đúng, đó là ở AMS có rất nhiều gái xinh và rất nhiều trai đẹp. Nhưng mà làm gì có người yêu, ôi rồi ôi, cống hiến 3 năm tiểu học để ôn thi AM 3-4 năm xong rồi 6 năm học ở AM, bao nhiêu gái đẹp trai xinh không có người yêu. Ôi trời ơi, bố mẹ lúc nào cũng hỏi con có người yêu chưa, chưa, con nói dối làm gì, không ai yêu. Ok, sau đây sẽ là chương trình hỏi sẽ đáp xoay. Học sinh AM có giàu không? Học phí của AMS là 550.000 cho hệ chuyên và 5-6 triệu cho hệ song bằng. Nhưng mà một phần nào đấy cũng đúng. AMS có được và khó, thế nên là học sinh AMS thì thường giỏi hơn. Tại sao học sinh AMS giỏi? Tại vì bố mẹ chúng nó đầu tư giáo dục tốt cho chúng nó, chứng tỏ là phụ huynh chúng nó có điều kiện. Và ngoài ra còn có học sinh chạy vào AMS nữa, thế nên là AMS trường công. Ai mà bảo AMS trường tư, xin hãy đi lên sao hỏa. Học sinh AMS có sành điệu hay không? Mình là học sinh AMS. Mọi người nhìn những bức ảnh này, mọi người có sành điệu hay không? Sành điệu. Học sinh AMS có chơi bời lêu lổng không? Mình cảm giác là học sinh chơi bời lêu lổng ở đâu chả có, nhưng mà bởi vì ở AMS thì mình thấy là kiểu work hard play hard thôi. Video đến đây là kết thúc. Nhưng mà trước khi mà kết thúc thì mình muốn chia sẻ một chút về các YouTube channel của các bạn của mình. Tại vì lớp mình làm
YouTube channel rất là nhiều và thực sự là những cái YouTube đấy rất là hay. Đây là toàn bộ những cái YouTube channel của các bạn của mình và mình hy vọng rằng là mọi người có thể ủng hộ. Mọi người hãy check out những cái YouTube channel này, thực sự chúng nó rất là tuyệt vời. Nhìn những cái quan điểm khác nhau của Abzer khiến cho mình mở mang đầu óc rất là nhiều. Nếu mà mọi người muốn đọc những câu chuyện nhỏ nhặt, đọc những cái mẩu chuyện kiểu đáng yêu kiểu ỏ ỏ ấy về Am thì mọi người có thể check page Human Hub Hà Nội Amsterdam, đọc là Hoha. Nếu như mọi người muốn theo dõi lớp mình thì mọi người có thể follow Instagram Địa Hàng Say. Ngày xưa thì chúng mình bị phốt, thế nên là nó bị đánh sập không chỉ một mà là hai lần đánh sập, và mình phải gửi email cho họ để xin lại tài khoản. Đây vẫn còn cái hình ảnh mình dơ cái tờ này. Mình hy vọng rằng là video này sẽ là một cái động lực để cho những ai muốn vào Arms thì sẽ hình dung ra được rõ hơn là Arms như thế nào. Hy vọng mình sẽ giúp được một phần nào đó. Nếu như mà bạn đang cảm thấy bạn đang chật vật với cuộc sống cấp 3 của mình thì mình cũng muốn như kiểu vỗ về rằng là mình cũng đã từng ở đó và mình cũng hiểu mà. Đáng lẽ ra là mình sẽ làm phim này năm ngoái cơ, và mình đã dàn hết nội dung rồi, và đây có các kịch bản thế này. Nhưng mà mình chờ May 12 là lễ trưởng thành của bọn mình để có thể quay cho mọi người. Nhưng mà bởi vì dịch mà cơ hội đó cũng đã không còn. Video đây là kết thúc, hiện tại bây giờ là 1:11 rồi, mình sẽ đi ngủ đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video này và ủng hộ mình. Nếu mọi người có câu chuyện cấp 3 nào mà mọi người muốn chia sẻ thì hãy để comment bên dưới. Mình rất chăm đọc comment nhưng mình chỉ hơi lười rep thôi. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.